Thưa quý vị, hiện nay đang bước vào cao điểm của dịch cúm gia cầm, nhất là ở tỉnh Bạc Liêu, cúm AH5N1 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các địa phương lân cận như là Hậu Giang cũng đang tăng cường các biện pháp phòng chống để tránh sự lây lan. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, phóng viên thời sự đã ghi nhận được những hình ảnh tiềm ẩn nhiều mối lo phát tán dịch cúm tại huyện Long Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, đây là những bao tải chứa đầy xác gà vịt chết đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối. Điều này không những làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Và nơi tôi đang ở đây chính là kênh Long Mỹ 2 của xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, nơi cách địa phận ranh giới của tỉnh Bạc Liêu chưa đầy 3 km, địa phương vừa ghi nhận ổ dịch cúm gia cầm H5N1. Nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn thì nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm ở Hậu Giang là điều rất có thể. Nhà cách sông chưa đầy 10 mét. Mỗi ngày, bà Thái Mị Ái phải nhiều lần đẩy các bao tải chứa xác gà, vịt chết ra xa để tránh mùi hôi. Rùa ra đi đẩy đi chỗ khác chừng nào hết thôi. Mà nó dơ dữ lắm luôn. Mạnh ai nấy dụng vô bao mà mình đâu có biết là ai được. Bằng đêm mạnh ai nấy tuôn xuống. Chứ đêm vớt sao nổi, thúi lắm, đâu có vớt nổi đâu. Do không vớt nổi, nên những bao tải chứa gà, vịt chết ngày một nhiều thêm ở một số dòng kênh của huyện Long Mỹ. Ở xã Long Chị A, thị xã Long Mỹ, nơi từng xảy ra ổ dịch cúm AH5N1 vào một tháng vừa qua, tình trạng này vẫn xuất hiện. Mặc dù chính quyền địa phương đã vận động bà con vớt chôn xác nhưng cũng không có tiến triển. Ta không có ý thức, miễn chết như người ta tắm xong lốt heo, gà, vịt, ngỗng. Mấy cái loại đó nó làm cho ô nhiễm môi trường, cái nguồn nước mình không thể dám ai mà dám tắm với sông được hết á. Mỗi xã, mỗi phường thì chỉ có một em thú y thì không thể làm hết được. Và cái này là trách nhiệm của cộng đồng, của người dân, của ban ngành đoàn thể, của chính quyền địa phương nữa. Cứ theo đúng như cái chỉ thị 03 của quy hoạch tỉnh là mình áp dụng thôi. Khuyến cáo người dân khi mà nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo, tức là nói chung là gia súc gia cầm khi mà có dịch bệnh chết thì phải báo ngay cho chính quyền địa phương, báo ngay cho thú y để có cái xử lý, có cái can thiệp kịp thời. Hiện nay đang là mùa của dịch cúm, khi nhiệt độ ban ngày nóng, ban đêm lạnh, làm cho đề kháng của vật nuôi giảm, xảy ra tình trạng chết nhiều ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Được biết, những năm trước, tình trạng gà vịt mắc bệnh chết, người dân vứt tràn lan xuống sông cũng đã xảy ra ở huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ và Dị Thủy. Ở khu vực nông thôn, nguồn nước từ kênh rạch vẫn được người dân sử dụng trong sinh hoạt, vệ sinh, thậm chí lắng lọc sơ qua để dùng trong ăn uống. Sự ô nhiễm này đang báo động qua những thực tế mà phóng viên thời sự đã ghi nhận được. Vì vậy, bà con bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ sức khỏe cho chính chúng ta trước nguy cơ mắc các loại bệnh.